Thấy chú chim nằm bất động, người đàn ông lại gần vớt lên, thì ra cứu được một loài rất dũng mãnh. Đại bàng là loài chim vô cùng dũng mãnh, chúng là loài săn mồi cỡ lớn thuộc bộ ưng và ít có kẻ thù hay gặp tai nạn. Nhưng mới đây, một người đàn ông đã tận tay giải cứu chú đại bàng đáng thương bị kẹt trên một con sông. Chúng sinh sống trên mọi nơi có núi cao và rừng nguyên sinh. Để bắt gặp loài chim này không phải là chuyện dễ dàng, vì chúng bay rất cao và ít khi tiếp xúc với vùng mà chúng cho là không an toàn, chẳng hạn như nơi có con người sinh sống. Trong một video được đăng lên mạng gần đây của một người đàn ông quay lại toàn bộ quá trình giải cứu chú đại bàng đáng thương bị kẹt trên một con sông. Bị kẹt dưới nước trong thời gian khá lâu nên chú đại bàng này đã bị kiệt sức vì đói và lạnh. Lông của chú bị ngấm nước nên càng khó di chuyển và thoát khỏi đầm nước. Người đàn ông đã tìm mọi cách để cứu chú đại bàng. Sau một hồi loay hoay, anh đã đưa chú chim tội nghiệp lên thuyền an toàn bằng chiếc mái chèo. Chú chim đại bàng với thân hình ướt sũng, lạnh lẽo co ro không còn khả năng tự bảo vệ bản thân và thoát khỏi nguy hiểm khi gặp tai nạn. Theo Daily Mail đưa tin, ngày 4 tháng 3 vừa qua, người dân địa phương Zambia đã bỏ chạy trong hải hùng khi phát hiện một đám mây hình người xuất hiện trên bầu trời tại khu vực bên ngoài một trung tâm mua sắm. Được biết, hình ảnh kỳ lạ này được ghi lại tại trung tâm mua sắm Mukuba ở thành phố Kibwe, Zambia. Những bức ảnh được chụp lại cho thấy một đám mây có hình thù như cái đầu hình người lớn, có cả thân và chân tay dài ngoằng đang lơ lửng trên trời. Đám mây kỳ dị trên được cho là dài hơn 100 mét. Theo Daily Mail, việc đám mây hình người này có màu sắc sẫm khiến nó trông như thể là được làm từ cái gì khác, chứ không phải do những đụn mây tạo thành. Từ góc độ của bức ảnh, có vẻ như người này đang nằm trên trời và dõi theo những gì diễn ra bên dưới trung tâm mua sắm. Đám mây bí ẩn xuất hiện khoảng nửa giờ đồng hồ. Một số người cho rằng sự xuất hiện của nó là một biểu hiện từ Chúa. Một nhân chứng cho biết, chúng tôi đã bị sốc khi nhìn thấy hình ảnh đám mây trông giống con người trong suốt 30 phút. Một số người bắt đầu lễ bái, trong khi những người khác thì bỏ chạy, thật kỳ lạ, nhân chứng cho biết thêm. Đây không phải là lần đầu tiên người ta nhìn thấy đụn mây có hình thù kỳ dị xuất hiện trên trời. Trước đó đã có rất nhiều trường hợp gây tranh cãi xoay quanh những đám mây trông giống bàn tay giận dữ của Chúa hay đôi cánh thiên thần. Đầu năm 2016, đám mây màu cam với hình dáng tựa như nấm đấm hiện hữu trên bầu trời Bồ Đào Nha, được người dân ví như bàn tay của Chúa đang hướng về phía nhân loại. Rogerio Pacheco, chủ nhân của bức ảnh cho hay, anh đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy đụn mây khác thường này. Người đàn ông với trí tưởng tượng phong phú cho rằng, đây là hình ảnh bàn tay giận dữ của Chúa Trời và nhanh chóng lấy máy ảnh ghi lại khoảnh khắc thiên nhiên hiếm có này. Được biết đám mây xuất phát từ đường chân trời dọc theo hòn đảo Madeira của Bồ Đào Nha. Hồi cuối tháng 12 năm 2014, trong hành trình lái xe trên con đường quốc lộ A17 từ hạt Lincolnshire tới Norfolk, Anh Quốc để thăm người thân, cô Sherry Abbott, 40 tuổi, đã nhìn thấy đám mây hình thiên thần đang dang đôi cánh trên bầu trời. Đám mây kỳ lạ này xuất hiện trong khoảng 30 phút thì biến mất. Bên cạnh đó, người dân khắp các quốc gia trên thế giới cũng từng nhiều lần chiêm ngưỡng các đám mây có hình động vật như cá ngựa, lạc đà hoặc thậm chí là nhân vật hoạt hình như chú gấu bu trong chuỗi series nổi tiếng Winnie the Pooh. Đây là câu chuyện cảm động của một người đàn ông ở Anh. Sau gần 8 năm bầu bạn, chứng kiến từ lúc mới chỉ bằng bàn tay đến khi có kích cỡ khủng như bây giờ, chú cá chép coi giống Nhật có tên Bob đã là một thành viên không thể thiếu trong gia đình anh. Tuy nhiên, cách đây vài tháng, anh phát hiện ra chú cá có tư thế bơi khá kỳ lạ. Hơn nữa, phần lớn thời gian nó đều nằm ở dưới đáy bể. Dường như nó không thể nào bơi lên trên được, cũng không có cách nào để ăn thức ăn mà anh thả vào bể. Vậy nhưng nó lại không bị chết đói. Điều này khiến anh cảm thấy rất tò mò.
Vì thế, trong một lần sau khi thả thức ăn vào bể, anh đã bắt đầu tiến hành quan sát. Kết quả là đã thấy được một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Bụng chú cá đột nhiên to hơn bình thường, giống như có dị vật mắt, sờ vào thấy từng cục tròn, cứng như viên ngọc. Nhận thấy con cá cưng có dấu hiệu lạ, anh đã đưa Bob đến bác sĩ để kiểm tra và phát hiện khối u lớn gần bụng của nó. Vì vậy, khi được phát hiện mắc bệnh, chủ nhân đã không ngần ngại chi ra khoản tiền hơn 10 triệu đồng để phẫu thuật cắt bỏ khối u cho chú cá koi 8 tuổi này. Khối u nằm trên vây gần bụng khiến Bob gặp phải khó khăn trong khi bơi. Ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 30 phút đã được diễn ra tại Bệnh viện Thú y Tom Benn ở thị trấn North Wilsham, hạt Norfolk, Anh. Để ca phẫu thuật thành công, bác sĩ đã phải sử dụng tới bàn mổ và dụng cụ đặc biệt cũng như tay nghề chuyên môn cao của mình. Mọi công đoạn diễn ra đều phải cẩn thận. Trước tiên, bác sĩ phải dùng máy theo dõi nhịp tim để kiểm tra xem chú cá đã được gây mê hoàn toàn chưa. Sau đó, họ mới dùng dao mổ và nhíp để cắt bỏ khối u cẩn thận sao cho chú cá không mất máu quá nhiều. Rất may mắn là sau ca phẫu thuật, chú cá đã hồi phục một cách nhanh chóng và bơi lội bình thường. Được biết, Bob là loài cá chép koi, được xem là biểu tượng cho sự giàu sang, phú quý, nên cá chép Nhật rất nổi tiếng và được giới chơi cá cảnh khắp thế giới ưa thích. Giá của mỗi chú cá koi loại nhỏ đủ tiêu chuẩn dao động từ 6 đến 10 triệu đồng. Những con cá lớn hơn có thể lên tới hàng trăm triệu. Vì vậy, việc phẫu thuật loại bỏ khối u khủng cứu sống chú cá cảnh đắt giá này quả thật là một sự may mắn rất lớn đối với chủ nhân của nó. Chiều ngày 12 tháng 2, đã có đến hàng trăm người dân từ các nơi trong tỉnh Tiền Giang kéo đến nhà anh Trần Văn Điệp, 44 tuổi, ngụ ấp 2 xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước để tận mắt xem con cá lạ dài 1,7 mét, nặng hơn 100 kg, vậy có nhiều chấm đỏ. Anh Điệp cho biết, sáng cùng ngày, anh cùng một số người trong gia đình đang ngồi chơi phía trước nhà thì phát hiện mặt nước trên kênh dao động mạnh. Thấy một con cá rất to đang lặn hụp dưới kênh, anh Điệp đã cùng 3 người khác cùng nhau chặn hai đầu kênh, giăng lưới vây bắt được con cá mang lên bờ. Lúc này con cá vùng vẫy dữ dội. Cả nhóm mang con cá đặt lên cân đồng hồ, loại 100 kg để cân, thì kim đồng hồ đứng im. Biết tin, nhiều người đã kéo đến nhà anh Điệp để xem con cá khủng. Có người đến trả giá 200 triệu đồng để mua con cá, nhưng anh Điệp chưa đồng ý bán. Hiện con cá đã được thả xuống ao của gia đình, nhưng anh Điệp vẫn chưa biết phải cho nó ăn loại thức ăn gì. Theo nhiều người am hiểu về cá, con cá lạ mà anh Điệp bắt được là cá hải tượng sống ở nước ngọt. Loại cá này thường sống có cặp, khi bắt được con này rồi thì có thể còn một con khác đang ở gần đây.